Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta đã quay trở lại với chuyên đề bài tập ST Lipids đề số 04. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cái chuỗi bài giảng này của thầy, bởi vì đây là một chuỗi bài giảng có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em nắm chắc được hơn về cái phương pháp giải các bài tập về ST Lipids. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Ok, bây giờ mình vào chiến đấu nhá. Hôm nay đề số 04 rồi. Câu số 1 của đề chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình lần 1. Độ chênh toàn 7,8 gam STX. Thế thì STX này, đề bài cho biết nó là 7,5 gam này. Đốt cháy nó này, thu được này, CO2 này, H2O này. Chúng ta tìm được số mol CO2 của chúng ta bằng 11 chia 44 bằng 0,25. Số mol nước của chúng ta là 4,5 chia 18 bằng 0,25. Và ngay lập tức mình nhìn thấy là số mol CO2 bằng số mol nước, đúng không? Số mol CO2 bằng số mol nước nên suy ra nó là este no đơn. Đấy chưa? Vậy nó có công thức este no đơn thì nó sẽ có công thức tổng quát là CN H2N O2. Ok. Thế thì ngay lập tức mình sẽ có ở đây, mình sẽ có đi một cái biểu thức, là biểu thức bảo toàn khối lượng các em nhé. Bảo toàn khối lượng này. Bảo toàn khối lượng thì phải mình sẽ có là khối lượng của X là 7,5 cộng với lại khối lượng của oxy thì có phải chính bằng khối lượng của CO2 là 0,25 nhân 44, đúng không ạ? Cộng với lại khối lượng của nước là 0,25 nhân 18, đúng không ạ? Và từ đây chúng ta tìm được khối lượng của oxy. Khối lượng của oxy bằng 0,25 nhân 44 cộng 0,25 nhân 18 trừ đi 7,5 ra khối lượng oxy bằng 8. Và từ đó chúng ta sẽ tìm được số mol của oxy sẽ bằng 8 chia 32 bằng 0,25. Với số mol của oxy bằng 0,25 mol. Vậy thì hoàn toàn chúng ta ở đây chúng ta sẽ có đi bảo toàn nguyên tố oxy. Bởi vì anh ấy thì mình biết được nó là CN H2NO2 rồi. Thế bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tố oxy. Mình có oxy trong X thì có 2, vậy là 2 lần số mol X. Cộng với oxy trong O2 này có 2, vậy là 2 lần số mol O2. Thì bằng 2 lần số mol CO2 cộng với 1 lần số mol nước. Đúng không ạ? Thì hoàn toàn tới đây mình tìm được số mol X. Mình tìm số mol X sẽ bằng 2 lần số mol CO2 là 2 nhân 0,25 cộng 1 lần số mol nước là 1 nhân 0,25 trừ đi 2 lần số mol oxy là 2 nhân 0,25 tiếp, được bao nhiêu chia 2. Vậy số mol của X bằng 0,125. Với số mol của X bằng 0,125 thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được là số nguyên tử carbon bằng số mol CO2 là 0,25 chia cho 0,125. Vậy nó bằng 2. Vậy số carbon bằng 2 thì suy ra công thức nó sẽ là C2H4O2. Ok. Được chưa? C2H4O2, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các bạn nhé. D. Ok không ạ? Câu số 2. Chuyên Lê Quý Đôn học kỳ 1 chuyên Lê Quý Đôn. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam STX. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam STX. C4H8O2 8,8 gam thì số mol của nó là 8,8 chia 88 bằng 0,1 bằng dung dịch NaOH dư. Thì mình thu được 8,2 gam một muối Y. Vậy muối Y nó sẽ là RCOONa 8,2 gam và một ancol Z. Thế thì ngay lập tức ở đây mình đã có là do anh ST này là ST no đơn hở, nên mình sẽ có là số mol của ST nó chính bằng số mol của muối bằng 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được phân tử khối của anh RCOONa nó bằng là 8,2 chia 0,1 nó bằng 82. Được không ạ? Thế thì hoàn toàn mình sẽ có là R cộng với 67 thì bằng 82. Hoàn toàn mình tìm được R bằng 82 trừ 67 ạ. 82 trừ 67 bằng
15. R bằng 15 ạ. 15 vậy thì mình suy ra được luôn là R này bằng 15 thì nó chỉ có thể là CH3. Vậy suy ra cái muối này của chúng ta nó sẽ là CH3COONa. Hay nói cách khác, suy ra este này nó sẽ phải là CH3COOCH5. Được không ạ? CH3COCH5, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Quá dễ dàng. Đây là với câu số 2. Dễ quá các bạn nhỉ? Mình sang câu số 3. Cho M gam hỗn hợp E gồm STX. M gam hỗn hợp E gồm STX là C2H4O2 và STI là C4H8O2. Tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Thu được hỗn hợp Z gồm 2 ancol. Hỗn hợp Z gồm 2 ancol. Kế tiếp. Và 21,8 gam muối. Dẫn toàn bộ Z đi qua bình đựng natri dư thì có khối lượng bình tăng là 10,7 gam. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng natri dư thì M bình tăng. Chắc chắn có hydro sinh ra. Thì mình sẽ thấy rằng là M bình tăng ạ. M bình tăng. M bình tăng là bao nhiêu? 10,7 gam. Thế thì ở đây mình sẽ có rằng là với cái điều kiện là M bình tăng là 10,7 gam thì nó sẽ gồm những cái gì ạ? M bình tăng là 10,7 gam thì nó sẽ gồm những cái gì? Thì nó sẽ gồm là khối lượng của ancol vào trừ đi khối lượng của hydro bay ra. Đúng không ạ? Khối lượng của ancol vào và trừ đi khối lượng của hydro bay ra. Đấy, chúng ta cần phải nắm như thế. Đúng không? Thế thì nếu mà như vậy thì ở đây chúng ta phải lưu ý cho thầy rằng ở đây là hỗn hợp Z là hai ancol kế tiếp đã. Mà nếu hỗn hợp Z là ancol kế tiếp thì suy ra thằng X này của chúng ta nó chỉ có một trường hợp thôi, nó là HCOOCH3. Thì hai ancol này, một thằng là CH3OH thì anh ancol còn lại nó sẽ là C2H5OH. Đúng không ạ? M bình tăng bằng 10,7 gam. Mà mình tăng bằng 10,7 gam. Thế thì ở đây mình đặt đi, mình đặt số mol là CH3 để mình đặt số mol anh này là X. Anh này ra CH5OH thì nó sẽ phải là CH3COOCH5 thì số mol của nó là Y. Thì số mol ancol là X. Đây, Y. Được chưa? Thế muối, hỗn hợp muối chúng ta sẽ gồm là HCOONa và CH3COONa. Tương tự anh này là X thì nó là X, anh này là Y thì nó cũng là Y. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có cái khối lượng muối này 68X cộng với 82Y thì bằng 21,8. Phương trình thứ hai là khối lượng của M vào, đấy, M bình tăng thì bằng khối lượng M vào là M ancol là 32X cộng với 46Y trừ đi khối lượng của hydro bay đi. Hydro bay đi là bằng 1/2 của X cộng Y. Thì nhân với 2 thì bằng là trừ đi X, trừ đi Y. Thì bằng M bình tăng là 10,7 gam. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được X và Y. Đúng không? Hoàn toàn tới đây mình tìm được X và Y. 912 68 bằng 82 bằng 21,8 bằng 31 bằng 45 bằng 10,7 bằng. Đây ạ, x bằng 0,2. X của chúng ta bằng 0,2. X bằng 0,2, y bằng 0, mấy ạ? X bằng 0,2, y bằng 0,1. Đây bài hỏi giá trị của M. Đấy, đây hỏi giá trị anh này. Thì x bằng 0,2, y bằng 0,1. Vậy mình sẽ tìm được giá trị của nó. 0,2 nhân với lại 60 cộng 0,1 nhân 88 bằng 20,8 gam ạ.
20,8 gram, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, 20,8 gram nhá. Quá dễ đúng không em? Dễ rồi. Mình sang câu tiếp theo, câu số 4 ạ. Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol, 0,33 mol hỗn hợp gồm metilpropionat C2H5COOCH3, metilpropionat, metilacetat CH3COOCH3 và 2 hydrocarbon mạch hở. Và 2 hydrocarbon mạch hở mình đặt nó là CHI. Cần dùng vừa đủ 1,27 mol oxy, 1,27 mol oxy để tạo ra được CO2 và H2O. Số mol H2O bằng 14,44, 14,4 chia 18 bằng 0,8. Được chưa? Đề bài bảo nếu mà cho toàn bộ 0,33 mol X này vào dung dịch brom dư thì số mol brom phản ứng tối đa là bao nhiêu? Đây là một câu mức độ vận dụng cao. Nhá, đây là một câu mức độ vận dụng cao. Khá là căng thẳng với một cái câu như này. Nhá, thế thì ở cái câu như này thì chúng ta cần phải nắm được những cái gì? Chúng ta cần phải làm những cái gì? Thứ nhất là bây giờ là nếu mà cho mà cái hỗn hợp X này mà bây giờ mà thầy cho tác dụng với lại hydro đi. Đúng không ạ? Nếu bây giờ thầy mà cho cái hỗn hợp X này tác dụng với hydro. Đây, X tác dụng với hydro. Thì có phải thầy thu được hỗn hợp E? Vẫn giữ nguyên số mol. Thì hỗn hợp E này giữ nguyên, nhưng mà anh này no này, anh này no này, công thức của nó sẽ là CXH2XO2 không? Đúng không ạ? Cộng với amon hydro đi. Và anh dưới cái hỗn hợp hydrocarbon này, khi mà cộng hydro carbon, khi mà cộng hydro thì nó mình sẽ thu được là Ci thành cái ancan ấy, H2i cộng 2 không. Thì số mol anh này là B. Tổng số mol bọn này nó vẫn giữ nguyên là 0,33. Thì này nó sẽ là 0,33 trừ B. Ok không ạ? Thế bây giờ nếu mà thầy đi đốt cháy E. Đúng không? Nếu bây giờ thầy đi đốt cháy E thì thầy cần số mol của oxy như thế nào? Đấy. Thì có phải là thầy cần số mol oxy là chỗ này là đây, H2O đốt cháy với lại oxy thì có phải là 0,5A không? Đúng không ạ? Bởi vì là tạo thành nước mà. Mà cộng với lại, bởi vì chỗ này là có thêm hydro tương đây là amon hydro mà, thì đốt cháy thì nó sẽ là 0,5A. Bởi vì là 1/2 hydro thì mới ăn được 1O2. Cộng với 1,27 oxy ban đầu không? Đây. Và nó sẽ tạo ra nước của chúng ta nó sẽ là 0,8 cộng A bảo toàn hydro. Đấy, ban đầu là 0,8 nên cộng thêm A nữa là 0,8 cộng A. Được chưa? Do anh này là ethanol đơn hở. Thế nên là số mol nước bằng số mol CO2. Vậy ancan này nó cho chúng ta là N nước trừ N CO2 bằng N ancan. Vậy mình sẽ tìm được số mol CO2. Nó sẽ bằng là số mol nước là 0,8 cộng A trừ số mol ancan là 0,33 trừ B. Vậy nó bằng là 0,8 trừ 0,33. 0,47 cộng A cộng B. Đấy. 0,47 cộng A cộng B. Thế vậy bây giờ câu chuyện chúng ta đến đây là bảo toàn oxy thôi. Bảo toàn oxy ạ. Thì mình sẽ có 2B cộng với, thằng này không có, cộng với 2 nhân với 0,5A cộng với 1,27 bằng 2 nhân với 0,47 cộng A cộng B cộng 0,8 cộng A không? Đúng không? Thế vậy ở đây mình sẽ có này, suy ra mình có 2B này cộng với A này cộng với 2 nhân 1,27 bằng 2,54 này bằng này 2 nhân 0,47 này 0,94 này cộng 2A này cộng 2B này cộng 0,8 này cộng A này, chỗ này là 3A trừ đi A, vậy nó còn 2A bên này, 2B với 2B hết, 2,54 trừ 0,94 trừ 0,8 bằng 0,8. Vậy mình suy ra được A của mình bằng 0,4.
Và A là số mol hydro cộng thêm thì nó cũng chính là số mol của brom. Đúng không ạ? Nó cũng chính là số mol của brom cần phải cộng thêm vào. Không phải 33 mol x vào. Thì nó cần là số mol brom chính bằng số mol A. Đấy. Xịn chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được A bằng 0,4. Vậy số mol brom của mình cũng bằng 0,4. Các em thấy cái kỹ thuật làm những bài này nó rất quan trọng. Đúng không ạ? Xịn không? Sang câu số 5 còn xịn nữa nhá. Đấy thì các bạn nào mà muốn tìm hiểu về khoa học của thầy thì vui lòng có thể inbox cho fanpage để tìm hiểu các cái khoa học chuyên sâu của thầy về toàn bộ các chuyên đề este, lipid cũng như carbohydrate. Phần thầy dạy các em theo cái hướng là hướng phải hiểu kỹ lý thuyết xong rồi mới đến giải bài tập. Đúng không ạ? Câu 80 ạ. Câu 80. Sorry, câu 5. Lỗi. Cứ nhầm miệng là đi chữa đề thi trung học thông quốc gia. Hỗn hợp E gồm các axit palmitic C15 H31 COH, axit stearic C17 H35 COOH và triglyceride X cho M gam E tác dụng hoàn toàn với ung dịch não mắt dư. Thu được 86,76 gam hỗn hợp hai muối mà đốt cháy hết M gam E thì cần vừa đủ 7,47 mol oxy thu được nước và CO2. Số mol CO2 là 5,22. Vậy khối lượng X trong nó là bao nhiêu? Thế thì cái câu chuyện bài này thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn ta làm kiểu này. Mình đi quy đổi. Mình quy đổi cái hỗn hợp này này, hỗn hợp E này, cho nhanh thì về thành là HCOOH C3H5OH tất cả 3 lần. Bởi C3H5OH tất cả 3 lần chính là ở bên trong là X. Được không ạ? CH2 và H2O. Thế thì số mol HCOH này nó chính là số mol của thằng C15H31 cộng C17H35 cộng với 3 lần số mol thằng X. Được không? Thì thôi thì đặt nó là C3H5OH 3 lần này chính là số mol thằng X này. Thì thầy đặt nó là B. CH2 là thêm rất nhiều nhóm CH2 đặt nó là C. Còn nước thì nó sẽ bằng là trừ đi 3 lần số mol của B. Bởi vì nó bọn axit này cộng với thằng này thì ra là nước mà. Thì là trừ 3B. Đấy chưa? Thế thì hoàn toàn ở đây thì mình sẽ có một cái điều là số mol oxy nhá. Số mol oxy là 7,47 thì nó sẽ chính bằng nhẩm hệ số oxy cũng được, mà bảo thằng E cũng được. Thì nó sẽ bằng là đây, anh này thì ăn 0,5 oxy, 0,5A cộng với anh này thì ăn 3,5 oxy, 3,5B cộng với anh này thì ăn 1,5 oxy, nên là 1,5C. Anh này thì không ăn oxy nào vẫn giữ nguyên, thì bằng 7,74. Đấy chưa? Thứ hai mình đi bảo toàn carbon thì mình có bên này 1 carbon này, A này. Bên này có 3 carbon này, 3B này. Bên này có 1 carbon này, C này. Thì bằng 5,22. Bằng 5,22. Được chưa? Thế là mình còn một cái cuối cùng thôi, đấy là muối. Thì khi tác dụng với ám hát dư thì bây giờ nó là hỗn hợp hai muối, nhưng mà thực ra muối thì bây giờ mình quy đổi như này rồi thì mình chỉ có một muối thôi. HCOONa với số mol là amon và thằng CH2 với số mol là C-mon. Nên muối ở đây mình sẽ có là 68A cộng với lại 14C thì bằng 86,76. Ok chưa? Và đến đây mình giải hệ, mình sẽ ra được 0,5 bằng 3,5 bằng 1,5 bằng 1 bằng 3 bằng 1 bằng 5, thế ấn nhầm rồi. Từ từ. Đây, ấn nhầm chỗ này. 7,47 bằng 1 bằng 3 bằng 1 bằng 5,22 bằng 68 bằng 0 bằng 14 bằng 86,76 bằng. Rồi. Mình có A của mình bằng 0,3. B của mình bằng 0,06. C của mình bằng 4,74. Được chưa? Thế thì mình biết là hai muối của chúng ta thì chỉ gồm là anh C15H31 CONa và C17H35 CONa thôi.
đúng không? Đấy, gồm hai muối này. C15H31COONa và C17H35COONa. Đúng không? Thế là biết được cái anh A này thì bằng là 0,03, A bằng 0,3. Cái anh C này của chúng ta thì bằng 4,74. Thì bây giờ nếu thầy đặt cháu này là x, cháu này là y, đúng không? Thì thầy sẽ có hệ phương trình là x cộng y thì bằng 0,3. Và phương trình muối, xem nào, hay bảo toán carbon được, thôi bảo toán carbon cho nhanh. 15 cộng 1 là bằng 16, x cộng 17 cộng 1 là 18 y thì bằng 0,3 cộng với 4,74. 0,3 cộng 4,74 thì bằng bao nhiêu? 5,04. Và tới đây mình tìm được x y. 1 bằng 1 bằng 0,3 bằng 16 bằng 18 bằng 5,04 bằng x bằng 0,18, y bằng 0,12. Đấy, mình tìm được x bằng 0,18 và y của mình bằng 0,12 nhá. Thế vậy ra được x bằng 0,18, y bằng 0,12 rồi. Thế mình nhìn thấy này, do số mol của x, các em nhìn thấy không? Số mol của x, số mol của thằng x đây, sorry, số mol là x bằng số mol b, đây 0,06. Dẫn đến x không thể nào mà chứa cả 3 gốc C15H31, bởi vì số mol C15H31 là 0,18 gấp 3 lần rồi, mà ở trong này phải có muối. Đúng chưa? Và x cũng không thể nào mà chứa 2 gốc C17H35 được, vì C17H35 đây 0,12, đây 0,06 gấp 2 lần thì làm gì còn axit trong này nữa. Đúng không? Các bạn hiểu ý này không? Vì vậy nên suy ra x của chúng ta bắt buộc nó phải chứa 2 gốc C15H31COO tất cả 2 lần và 1 gốc C17H35COOC3H5. Ok chưa? Các bạn hiểu ý không? Khối lượng của x trong mgame, số mol x biết rồi, 0,06. Thế là mình tìm được luôn khối lượng của x bằng 12 nhân 15 cộng 31 cộng 44 bằng nhân 2 bằng cộng 12 nhân 17 cộng 35 cộng 44 cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng nhân 0,06 bằng 50,04 gam. 50,04 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? 50,04 gam. Đây là một câu rất rất hay nhá. Rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em hiểu được câu này. Bạn nào mà chưa hiểu thì cần phải tham gia khóa học của thầy ngay để có thể hiểu được những cái câu mà mức độ vận dụng cao như này, để chúng ta có thể giải nhanh được bên trong đề thi. Và buổi học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại.